Chứ lôi gọn hết coi. Quay xuống ra. Chị là khoát cả người làm bàn ghế rồi phải không? Dạ, xíu nữa em có rồi. Mấy cái 11 bàn, 11 người. Anh muốn áp thêm mấy ghế hả? Dạ. Ok. Chờ xíu nữa em lấy đồ xong rồi. Ừ, làm liền liền em, tự nhiên chuẩn bị đi. Chú bỏ mấy ghế dư chú, làm thêm. Nãy nó kêu làm thêm mấy cái ghế nữa. Nó đòi làm thêm mấy cái ghế nữa.